Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình giới thiệu sản phẩm của công ty Vinacom. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó là bình xịt điện Oshima OS20 hai chức năng, một máy phun thuốc từ sâu, thuốc diệt côn trùng hiệu quả và tiết kiệm. Bây giờ chúng ta sẽ coi sản phẩm này như thế nào nhé. Sau khi khử trùng thì đây là toàn bộ phụ kiện phía bên trong máy, bao gồm một thân máy, tay cầm bóp, một bếp phun ba đầu, cần xịt, một adapter, một sách hướng dẫn sử dụng, một tay bơm, dây đeo, dây phun xịt và một bộ bếp đi kèm theo máy. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện vào trong thân máy. Đầu tiên ta lắp dây phun xịt vào thân máy. Quặn thật chặt. Lắp tay cầm bóp vào trong dây xịt. Lắp cần xịt vào trong tay cầm. Cần xịt có thể thay đổi dài ngắn tùy theo mục đích sử dụng của các bạn. Lắp bếp phun vào cần xịt. Và tiến hành lắp dây đeo vào trong thân máy. Móc cố định vào trong thân máy. Đã tiến hành lắp tay ngôn bằng tay vào trong máy. Các bạn nhớ gài chốt vào phía dưới để giữ cho tay bơm không bị di chuyển. Sau đó dùng khóa chốt vào tay bơm. Như vậy chúng ta đã lắp ráp xong
các phụ kiện vào trong thân máy. Bây giờ các bạn có thể đã sử dụng được bình xịt. Cho hóa chất vào trong bình xịt. Dung tích bình chứa là 20 lít. Tuy nhiên các bạn không nên đổ quá đầy, sẽ làm tràn hóa chất trong khi di chuyển. Sau đó các bạn nhấn công tắc về vị trí on, hướng mép phun tới nơi cần phun, bóp tay cầm. Ngoài ra các bạn có thể thay đổi áp lực phun thông qua nút, thay đổi lớn nhỏ tùy theo mục đích sử dụng của các bạn. Lưu ý, trước khi sử dụng máy, chúng ta cần kiểm tra điện trong bình ắc quy. Nếu điện quá ít, các bạn cần nạp thêm điện vào bình ắc quy thông qua adapter đến khi nào đèn báo hiệu màu xanh. Khi sử dụng máy, các bạn cần có đồ bảo hộ như găng tay, khẩu trang hoặc là kính mắt. Vậy là tôi đã giới thiệu xong cho các bạn sản phẩm bình xịt điện Oshima OS20 2 chức năng. Một sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật Bản, tiết kiệm và hiệu quả, một giải pháp cho nhà nông của chúng ta. Còn tin cho gì nữa, hãy gọi điện ngay cho chúng tôi và đặt hàng online theo số điện thoại 0988 39 7733 hoặc truy cập vào website vinacom.vn để xem được nhiều sản phẩm hơn nữa. Mọi ý kiến thắc mắc xin để lại comment dưới video. Hãy like và share nếu các bạn thấy video này hữu ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo.